Đây sẽ là cách phân biệt nước hoa au và fake cực kỳ đơn giản mà các nhà bán hàng nước hoa thường không nói cho bạn. Xin chào, lại là Thoa đây. Hôm nay Thoa sẽ chia sẻ với các bạn cách phân biệt nước hoa au và fake. Và các bạn thường là có biết nước hoa chính hãng là gì hay không? Nước hoa chính hãng là nước hoa được sản xuất bởi các thương hiệu uy tín, có bao bì và chai đựng cao cấp, có hương thơm đặc trưng và lưu hương khá lâu. Các bạn có thể nhận biết được nước hoa chính hãng qua các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Dior, Gucci, Tom Ford, Jubilee. Còn nước hoa giả là những chai nước hoa mà người ta sao chép tên, nhãn mác, kiểu dáng, mùi hương của nước hoa chính hãng. Nó thường có giá rẻ hơn rất nhiều so với nước hoa chính hãng, nhưng chất lượng thì rất kém. Nước hoa giả được tổng hợp bởi các hóa chất nhân tạo, đôi khi nó có thể gây ra nhiều tác hại cho sức khỏe của người dùng. Vì vậy, các bạn nên cẩn thận khi mua nước hoa, không nên ham rẻ mà mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng nhé. Tiếp theo, Thoa sẽ nói về cách phân biệt nước hoa fake dựa vào mã cốt, mã vạch. Đó là những con số được in tại trên chai nước hoa, dùng để xác định ngày sản xuất, xuất xứ của sản phẩm. Tuy nhiên, các bạn không nên tin tưởng nhiều vào nó, vì nước hoa fake bây giờ cũng có thể sao chép được mã cốt, mã vạch của nước hoa chính hãng. Hình thức bên ngoài cũng là một cách phân biệt nước hoa mà nhiều người đã áp dụng thành công. Mọi người có thể áp dụng những cách sau đây để nhận biết. Thứ nhất, điều đầu tiên, bạn có thể làm ngay và luôn trước khi dùng thử, đó chính là hãy kiểm tra bao bì. Nước hoa thật sẽ có bao bì đẹp, chắc chắn, có đầy đủ thông tin. Trong khi đó, bao bì của nước hoa giả khá là mỏng manh, ọp ẹp, có thể sai chính tả, chữ bị lỗi phông hoặc thiếu thông tin cơ bản, hoặc là hộp mà rất là bạc màu. Thoa chỉ lấy ví dụ của hàng giả, hàng kém tinh vi thôi, chứ đôi khi bây giờ hàng giả như là thật đến 99%, nhìn ở ngoài thì không biết chính xác được đâu. Chính vì vậy, bạn cần phải kiểm tra cả nắp chai nữa nè, hình dáng chai này, hay là màu của dung dịch nước hoa nữa. Nắp của những chai nước hoa cao cấp được làm rất tinh tế, những sản phẩm giả không làm được như vậy. Khi xem xét một chai nước hoa bất kỳ, nếu như mà bạn phát hiện ra thấy nắp bị lệch, mất cân đối, bạc màu, hay là đôi khi nó không thật ý, nó kém sang, bị kênh so với miệng chai, hay là khi đóng vào bị lỏng, thì chắc chắn không nên mua, vì đây có thể là một sản phẩm kém chất lượng. Thứ ba là hình dáng lọ nước hoa. Bên cạnh đó, lọ nước hoa chính hãng thì được làm bằng thủy tinh, có màu sắc sáng bóng, bề mặt láng mịn, trơn tru, có độ trong suốt hoặc là màu sắc đẹp. Đây, Thoa sẽ cho bạn xem chai nước hoa au như mô tả đây. Thì ở trên tay Thoa là chai Dior Sauvage. Đây, hoặc là đây là chai tinh dầu nước hoa Pháp chính hãng của nhà Jubilee. Mọi người nhìn xem này, chất liệu thủy tinh này, màu sắc sáng bóng, nắp chai láng mịn. Màu tinh dầu cũng rất là đẹp đúng không? Ngược lại, một chai nước hoa giả thì nó sẽ gồ ghề và có đường viền nổi lên, tem nhãn bị lệch, rồi nhìn màu sắc rất là chán đúng không? Chất lượng này thì làm sao có thể yên tâm để sử dụng được rồi, đúng không? Và cuối cùng, bạn cũng cần chú ý đến màu sắc của dung dịch nước hoa nhé. Là một người đã tiếp xúc với nước hoa hơn 12 năm, Thoa hiểu rằng điều này là rất khó để các bạn mới bắt đầu chơi nước hoa có thể phân biệt được. Vì vậy, Thoa sẽ lấy ngay một cái ví dụ thực tế cho hai chai tinh dầu nước hoa Pháp này. Ở trên tay Thoa đây, các bạn có thể đoán được xem đâu là chai nào là hàng au và chai nào là hàng fake không ạ? Và Thoa sẽ bật mí luôn nhá. Cái chai mà dung dịch có màu vàng nhạt, óng ánh khá là tươi mới như thế này thì sẽ là hàng au. Còn lại hàng giả thì màu nó đôi khi nó bị đậm hơn, nhìn không tươi tắn, đôi khi lại còn bị dính cặn nữa, đúng không? Tem dán thì lệch này, nắp chai thì rất là nó kém sang đúng không? Đấy, cái thương hiệu nước hoa nổi tiếng thì dùng rất là ít thuốc tạo màu cho sản phẩm của họ. Vì thế màu sắc thường là màu hổ phách nhạt này, sang này, trong khi đó những chai nước hoa giả thì có màu rất đậm và bắt mắt vì họ sử dụng nhiều hóa chất tạo màu như là xanh, đỏ, tím, vàng, hồng, rồi ôi rất là nhiều màu sắc khác nhau mà đôi khi mình mà không phải là người xanh hay là tinh tế khi mà lựa chọn nước hoa thì rất dễ dùng phải hàng giả hàng nhái nhá. Một cách khác để phân biệt nước hoa giả đó chính là và nhìn vào giá cả. Rõ ràng nước hoa thật thì không thể có giá rẻ một cách bất thường quá được đúng không nào? Tuy nhiên, nếu như mà bây giờ các bạn tìm ở trên mạng sẽ thấy cùng một loại nước hoa nhưng có vô vàn mức giá bán khác nhau, không hề có thước đo nào để so sánh. Do đó, khái niệm đắt hay rẻ thì cũng đôi khi cũng cực kỳ mơ hồ. Đồng thời, một điều cần lưu ý đó chính là nước hoa chính hãng thì sẽ không bao giờ sale quá nhiều. Những câu quảng cáo giảm giá từ 70 cho đến 95 hay là 90% ấy thì các bạn nên xem xét lại nhá. Tuy nhiên cũng có rất nhiều nơi mà bán hàng giả giá nhưng mà giá lại là hàng thật, nên là đôi khi bạn cần phải dựa vào nhiều yếu tố khác nhau như là Thoa đã review ở trong bài viết này, không nên chỉ dựa vào giá cả nhá. Và nhiều bạn hỏi Thoa rằng chị ơi,
Nước hoa người ta làm giả tinh vi quá à, em không tài nào phân biệt được, chị có cách nào không? Chỉ em với. Vậy nên Thoa sẽ chỉ cho các bạn cách phân biệt nước hoa thật giả chính xác 100%, đó chính là dựa trên 3 tầng hương, bởi vì mùi hương là điểm mà bạn dễ dàng nhận biết lọ nước hoa có thật hay là giả hay không, đặc biệt là với những bạn mà biết về mùi hương của những chai nước hoa đó. Đầu tiên, đánh giá về mùi hương theo từng tầng hương. Nước hoa thật thường chia theo 3 tầng hương: hương đầu, hương giữa và hương cuối. Tầng hương đầu là mùi hương đầu tiên mà bạn cảm nhận được khi mà bạn xức nước hoa, thường là hương thơm nhẹ nhàng, tươi mát và bay khá là nhanh. Ở tầng hương giữa là mùi hương chính của nước hoa, cũng được hay được gọi là trái tim của nước hoa, thường là những hương thơm nồng nàn, quyến rũ và lưu lại lâu hơn. Ở tầng hương cuối là mùi hương còn lại sau khi 2 tầng hương trước đã bay hết, thường là những tông hương ấm áp, sâu lắng và lưu hương lâu nhất. Thông thường, những chai nước hoa au sẽ có sự chuyển tiếp rõ ràng ở các tầng hương. Trái lại, những chai nước hoa vách thì có mùi hương vô cùng đơn điệu và khó ngửi luôn. Không có sự chuyển tiếp tiếp giữa các tầng hương, hoặc là có sự chuyển tiếp thì nó cũng rất là nhanh hoặc là quá chậm. Thứ hai, để mà so sánh mùi hương với nước hoa thật, nếu bạn có thể, hãy so sánh mùi hương của nước hoa mà bạn đang dùng với mùi hương nước hoa thật. Bạn có thể đến các cửa hàng nước hoa uy tín hoặc là xin mẫu thử của nước hoa thật để so sánh. Nếu như mà bạn cảm thấy giữa chúng có khác biệt quá nhiều, có thể đó cũng là nước hoa giả. Một số đặc điểm thường gặp của nước hoa giả đó là có mùi khá là đậm hay là hắc, hay là mùi quá là nhạt, hay là quá cay, hoặc là quá ngọt sộc hết cả lên mũi, hoặc là quá là khác lạ ngai ngái. Thứ ba, kiểm tra độ bền của mùi hương. Nước hoa thật sẽ có độ bền mùi cao hơn nước hoa giả. Đó có thể là độ lưu hương từ 4 cho đến 8 tiếng tùy theo các cái nồng độ của tinh dầu trong loại nước hoa. Nước hoa giả thì ngược lại, chỉ có thể lưu hương từ 1 cho đến 4 tiếng mà thôi. Bạn có thể kiểm tra độ bền mùi hương bằng cách xịt nước hoa lên vùng da như là cổ tay và cảm nhận mùi hương của chúng sau khoảng thời gian nhất định. Nếu như bạn cảm thấy mùi hương nước hoa đó biến nhanh chóng hoặc là trở nên gắt gao khó chịu thì đó có thể là nước hoa giả. Và nước hoa hiện nay đang bị làm giả làm nhái kém chất lượng, được bán rất là nhiều dưới các hình thức khác nhau. Vì vậy, ngoài việc lựa chọn cho mình địa chỉ uy tín để mua nước hoa chính hãng chuẩn thì bạn phải có kinh nghiệm về phân biệt nước hoa thật giả để tìm cho mình những chai nước hoa ưng ý chính hãng với giá thành hợp lý nhất, đúng không nào? Và cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Nếu như mà bạn cảm thấy video này hữu ích thì hãy để lại comment hay là share video này đến mọi người để mọi người cùng nhau biết cách phân biệt nước hoa thật giả, đúng không nào? Và đừng quên là hãy follow, subscribe kênh Nguyễn Kim Thoa để xem được nhiều video hữu ích tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.